Hello, chào cả nhà. Thì hôm nay mình xuống nhà thằng bạn mình, nó cho mình một trái dưa hấu rất là bự, nặng khoảng 12 kg. Mình xách về muốn mỏi tay luôn. Và đi bằng tàu điện khoảng nửa tiếng là về tới nhà. Bây giờ mình đang chờ tàu điện để đi về nhà. Thì trái dưa hấu ở Nhật rất là ngon các bạn. Đây là trái dưa các bạn. Con muốn bự. Ê, ngã ngã bể giờ. Đợi. Đi chân cận. Một bộ dọc không bố nghe. Bộ dọc chứ sao? Một nghe hàng sao? Ai biết? Một nghe hàng thằng. Thằng ăn lửa này. Wow. Bị nứt hả? Không phải nứt mà nó bị rỗng. Wow. Chưa em nói cho gì là cho gì mà. Okay. Hoàng kêu là cái thằng kia lấy trái bự hơn nữa nhưng mà nặng không nặng bằng trái này. Cái bị rỗng ruột. Ok. Cái rác nó không mục rồi. Học đại. Thêm một lượt nữa thôi. Đây rồi. Và đây là nộm. Rồi, ok. Hồi nãy thì mình đem cho nhà hàng xóm một nửa. Hiện tại thì nó rất là bự, ăn không hết. Và bây giờ mình sẽ tiến hành ăn thử coi nó có ngon hay không. Nhìn rất là ngon các bạn. À, rất là đỏ. Ok, bây giờ mình sẽ ăn một miếng nha các bạn. Dưa hấu ở Nhật Bản rất là ngọt và rất là mắc nha các bạn. Một trái như này cũng giá nếu mà mua bên ngoài khoảng là gần 2 triệu nha các bạn. Rất là mắc, loại dưa lớn. Rất là ngon và ngọt. Ngọt hơn dưa tròn bên mình. Bên mình dưa tròn thì có vẻ là hơi bị lạt các bạn. Không ngọt. Dưa hấu ở Nhật Bản đặc biệt ở mùa hè là rất là ngon.